thì bây giờ chúng ta hãy dành thời gian để mà nói về một cái loạt thuyết mà đang được rất nhiều người quan tâm đến ở trên Twitter đây là một cái loạt thuyết được chia sẻ bởi Raphael Sutcraft thì người này cũng đưa ra những cái dẫn chứng và những cái lập luận nó cũng tương tự như là thông mới vừa chia sẻ với các bạn nhưng mà chia sẻ một cách chi tiết hơn thì nhìn vào cái thông tin được chia sẻ Raphael á thì có rất nhiều dẫn chứng cho các bạn thấy được đó. đây là một cái biểu đồ cho chúng ta thấy được đó là những cái màu mà các bạn thấy là màu xanh hay là màu tím, màu vàng trên màn hình đó đó chính là cái số lượng Bitcoin đang được lưu trữ trên những cái sàn các bạn thấy được là có thể các bạn nhìn không rõ để thuận bấm vào cái hình để thuận zoom ra các bạn nhìn thấy rõ hơn thì đây là những cái tài liệu liên quan đến những cái sàn như là Luno, Coincheck, Poloniex, HitBTC, Gemini, Bitrex vân vân thì các bạn thấy được là đều có một cái hiện tượng rất là tương tự đó chính là cái số lượng Bitcoin mà đang có trên sàn đó càng ngày càng đi xuống bắt đầu là từ khoảng chừng tháng 3 của năm 2020 này các bạn thấy được trên màn hình đây là cái dẫn chứng cho thấy được là tất cả các sàn không chỉ riêng một sàn nào mà tất cả các sàn đều có cái xu hướng là đồng bịch không trên sàn càng ngày càng biến mất Tại vì sao? Tại vì đồng Bitcoin đang được thu mua và được lấy ra khỏi sàn Và các bạn thấy được là cái phản ứng là ngược lại với giá cả Có nghĩa là càng nhiều Bitcoin trên sàn đó thì cơ hội là giá cả càng dễ đi xuống Nhưng mà càng ít Bitcoin trên sàn thì các bạn thấy được giá cả phản ngược lại là giá cả càng tăng lên Tại vì sao chúng ta cũng đã vừa nói tới Tại vì nó gây ra một cái áp lực nếu như mà cái nguồn cung bị mất đi trên sàn thì nguồn cầu sẽ dẫn đến là ép giá của trên sàn được tăng lên Đây là điều đầu tiên thì muốn chia sẻ Thứ nhì nữa Chúng ta hãy nhìn vào cái thông tin Đây là một cái tài liệu cho các bạn thấy được là bao nhiêu địa chỉ ví lưu trữ lâu dài Thì các bạn thấy là ở trên cái mạng lưới của Bitcoin đó Thì những công ty là Plasno đó Họ có thể là dễ dàng đưa ra những cái tài liệu như là họ nhìn vào những cái ví đó mà chỉ có người ta nạp Bitcoin vào mà không có Bitcoin chi tiêu ra thì họ đưa kết luận đây là những cái ví mà dành cho những cái người mà lưu trữ lâu dài họ không có cái ý định bán họ chỉ Mua và nạp thêm vào mà thôi Thì cái số lượng Bitcoin đó được lưu trữ bằng những cái ví này bây giờ đã lên tới 2,7 triệu Bitcoin tổng cộng Có nghĩa là các bạn thấy được là những người Mà gọi là HODL, những người mà thật sự là có lòng tin dưỡng chắc Của Bitcoin đó, họ liên tục nạp vào Bây giờ đã lên tới con số là 14,5% của tất cả Bitcoin Đang được lưu thông, đang nằm trong những cái ví này và chúng ta nhìn vào cái biểu đồ được chia sẻ bởi class đi các bạn thấy được là biểu đồ này cho các bạn thấy được một cái tài liệu rất là thú vị đó chính là cái đường mà màu xám này đó chính là giá của BTC cái đường màu cam này đó là bao nhiêu địa chỉ ví lưu trữ lâu dài liên tục nạp vào thì chúng ta thấy là năm 2017 đó lúc mà giá cả lên cao thì cái số lượng địa chỉ ví mà được lưu trữ lâu dài đi xuống có nghĩa là rất nhiều người đã lưu trữ từ nhiều năm trước đó đã từ từ là xả hàng lên cho những người mới tham gia vào nhưng mà tin thì bây giờ thì lại ngược lại mặc dù là giá cả đã đạt đỉnh mới nhưng mà các bạn thấy là cái đường màu cam này vẫn tiếp tục tăng lên có nghĩa là càng ngày lại càng có nhiều ho đô hơn trong thị trường này chứ không phải là ngược lại cho nên các bạn thấy đây là một cái tài liệu rất là thú vị liên quan tới cái số lượng ví lưu trữ lâu dài ngày càng tăng lên và bây giờ là họ lưu trữ 14,5% của tất cả À, những bitcoin đang được lưu thông trên thị trường, có nghĩa là 14,5 bitcoin này, cái cơ hội trong thời gian ngắn là sẽ không có mặt trên thị trường. Điều này là tiếp tục làm giảm đi nguồn cung ở trên thị trường. Cái điều kế tiếp được chia sẻ bởi Raphael đó chính là cái số lượng đồng bịch không bị mất các bạn thấy được là không chỉ riêng những cái tổ chức đầu tư mua những cái đồng bịch không được lưu trữ cho những cái ví mà của tư nhân cũng tăng lên mà cái số lượng bịch không bị mất đó các bạn thấy được bây giờ chẩn đoán đó là khoảng 3 triệu đồng bịch không bị mất thì làm sao chúng ta biết được là ba triệu đồng bịch không bị mất và bị mất như là gì bị mất nghĩa là bị mất khóa cá nhân nhưng bịch này là mãi mãi sẽ không bao giờ được di chuyển nữa thì làm sao người ta biết được thì họ nhìn vào những cái tài liệu như là các bạn thấy trên mình nó blockchain đó những cái ví mà trong dòng bao nhiêu năm qua mặc dù bitcoin đi xuống mạnh bitcoin tăng trưởng giá cao nhưng mà những cái bitcoin này đây những cái ví này hoàn toàn không có đồng tính nào, không có bán cũng không có mua thêm, như là không có đồng Bitcoin đòi khỏi cũng không đồng Bitcoin thêm được đưa vào trong cái ví mà trong nhiều năm như vậy thì ra kết luận là cái số lượng Bitcoin này thực sự đã không còn nữa. Tại vì những người mà lưu trữ khóa cá nhân đã không còn khóa cá nhân nữa, khiến cho những Bitcoin này không thể tính trong tổng số lượng Bitcoin có được và 3 triệu Bitcoin có nghĩa là khoảng 16% của Bitcoin đã không còn trên thị trường nữa và chúng ta nhìn vào biểu đồ này được chia sẻ à, bởi Classno các bạn thấy được là cái số lượng mà được điều chỉnh là khoảng 3 triệu nghĩa là cho dù là bây giờ có 21 triệu Bitcoin này nữa thì trên thị trường trên căn bản chỉ có 18 triệu mà thôi tại vì 3 triệu đã hoàn toàn bị mất và sẽ không còn nữa trên thị trường cho nên cái số lượng Bitcoin thị trường trên thị trường đó rất là thấp chứ không phải là nhiều như là mọi người tưởng tượng khi mà chúng ta lại cộng thêm cái số lượng Bitcoin mà được thu mua Các bạn thấy được là những công ty như là gần đây chúng ta thấy là Grayscale đó Thì ra thông báo là thu mua 573 triệu đô la Bitcoin MicroStrategy đó bây giờ đã thu mua hơn 1 tỷ Bitcoin rồi Có nghĩa là các bạn thấy được con số 475 triệu đô la Bitcoin này đó là chưa cập nhật con số mới nhất là thêm 650 triệu đô la Bitcoin nữa có nghĩa là hơn 1 tỷ đô la Bitcoin đã được thu mua bởi công ty MicroStrategy, công ty Square Crypto được thu mua 50 triệu đô la Bitcoin, Robin Investment thu mua 745 triệu đô la Bitcoin, mass Mutual thu 100 triệu đô la Bitcoin và đây là chỉ là một trong những dẫn chứng. Nhưng đây thôi là những cái công ty mà đưa ra thông báo là đã thu Bitcoin chứ còn nhiều công ty tư nhân thu một Bitcoin nhưng mà không thông báo là nhiều vô số kể Và các bạn thấy được là chỉ tính riêng công ty Grayscale thôi thì công ty Grayscale đó là họ trong vòng 6 tháng qua đã có thêm 210.000 tầm Bitcoin trong quỹ đầu tư Bitcoin Trust của họ Và trong vòng 6 tháng vừa qua đó thì các bạn thấy được là chỉ có 180 5.000 Bitcoin được đào bởi thời đào mà thôi Có nghĩa là cái số lượng Bitcoin được thu mua bởi công ty Rayscale đó Đã nhiều hơn là cái số lượng Bitcoin được đào ra từ những cái thợ đào Đây là một dẫn chứng cho các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin được đào ra không đủ Để mà bán trên thị trường bây giờ Và chúng ta cũng thấy được là bây giờ trên những cái sàn giao dịch đó, Thì từ đầu năm tới bây giờ đó những sàn giao dịch đã bị mất đi 20% của số lượng Bitcoin nghĩa là cái tính thanh khoản Bitcoin đã bị giảm đi 20% trên những sàn giao dịch. Bây giờ là không còn nhiều Bitcoin trên những sàn nữa. Tại vì sao? Tại vì những điều chúng ta thấy là những tổ chức đầu tư thu mua, những cá nhân cũng thu mua. Thợ đào thì có dấu hiệu là thời đào không có bán nhiều. Khiến cho các bạn thấy được là cái nguồn cầu của Bitcoin đó cũng như vậy hoặc là tăng lên nhưng mà nguồn cung thì giảm đi cực kỳ nhiều và các bạn thấy được là chúng ta tính những cái tổ chức đầu tư mới đây đó thì họ lưu trữ tổng cộng là 14,4 triệu Bitcoin có nghĩa là 78% của tất cả Bitcoin trên thị trường đây là con số rất là lớn có nghĩa là các bạn thấy là những cái công ty như là công ty Square hay là công ty Trayscale, Bitcoin Trust Họ không phải là mua Bitcoin để mà họ đợi Bitcoin lên 10%, năm à, 20%, 50% mà họ bán Mà họ mua Bitcoin để, để kinh doanh Những công ty này họ mua Bitcoin, họ lưu trữ Và họ dùng đó để mà kinh doanh, bán cổ phần Hay là bán cho những cái người mà trên sàn của họ Vân vân, chứ không phải là mua, bán để lấy lời Cho nên cái số lượng Bitcoin thật sự được lưu thông đó Rất là thấp ở cái thời điểm bây giờ Và chúng ta cộng lên những điều này Cộng thêm vào nữa là chúng ta thấy được là Cái số lượng Bitcoin đó mà được tích lũy bởi những cái thời đào đó rất là nhiều chúng ta nhìn vào cái tài liệu này đi thì các bạn thấy được là gần đây để thần zoom vào để các bạn thấy rõ hơn thì đây cái đường màu đỏ này là cái số lượng bitcoin mà tích lũy từ những cái ví của những thời đào thì trong vòng một năm qua các bạn thấy là có cái sự tăng trưởng như là những thời đào trên căn bản họ cũng muốn lưu trữ bitcoin họ không muốn bán hết họ chỉ bán cái số lượng bitcoin cần thiết mà thôi tất cả những điều này đều dẫn đến một kết luận được chia sẻ với Raphael và cũng là một kết luận mà những bài nào mà theo dõi thần capital trong dòng à, thời gian qua cũng đã hiểu đó chính là tình hình càng hiếm bitcoin trên thị trường đang diễn ra và đang diễn ra rất là kịch liệt và càng ngày tình hình thấy càng tệ hơn cho nên không có lý do gì mà chúng ta nghĩ là tình hình bây giờ là bitcoin sẽ là đỉnh mới và sẽ không thể nào mà tăng hơn được nữa tại vì chúng ta đã tới cái đỉnh mới rồi của cái chu kỳ này cho nên sẽ đi xuống từ đây Thuận không nghĩ như vậy Thuận nghĩ là chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi Dựa theo những thông tin mà Thuận mới vừa chia sẻ với các bạn Các bạn nghĩ sao về những thông tin này thì các bạn hãy comment phía dưới Thật ra video này cũng đã khá dài rồi Lúc này là Bitcoin 26.459 đô khi mà Thuận thâu cái video này à, Cho nên à, Thuận còn một số những thông tin Nhưng mà Thuận sẽ hẹn các bạn trong cái video ngày mai đi Video này Thuận nghĩ là phải chia ra là ít nhất cũng phải 3 video Để các bạn dễ dàng theo dõi Những cái thông tin à, liên tục được chia sẻ trong những video này Là những dẫn chứng cho chúng ta thấy được là kết luận thì Bitcoin đó vẫn bắt đầu cái mùa tăng trưởng mà thôi Tôi nghĩ là cái giá thực sự Bitcoin là sẽ tăng lên rất là nhiều Bây giờ nhiều người nói là lên tới 100 ngàn, 200 ngàn, thậm chí là 300 ngàn Chứ không phải là chỉ có mức này Nhưng mà khi nào điều chỉnh thì không ai biết được điều chỉnh là hoàn toàn là bình thường trong một chu kỳ tăng trưởng nhưng mà bây giờ ở cái thời điểm bây giờ 26.000 cho dù là có điều chỉnh 25% đi nữa thì cũng chỉ xuống tới 20.000 đô mà thôi các bạn thấy được là cơ hội mà nhiều bạn chờ đợi xuống dưới 10.000 đô thì hầu như là cực kỳ không khả quan và những người nào mà chờ đợi lớn xuống tới còn 15.000 đô 16.000 đô thì cơ hội đó cũng rất là khó để có thể xảy ra ngoại trừ Bitcoin phải điều chỉnh sâu khoảng chừng là 4% thì mới xuống tới cái mức đó thì nếu như Bitcoin chỉ điều chỉnh có 25% thì chỉ xuống tới 20.000 đô mà thôi. Đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong cái video này. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị. Và nếu như bạn là một trader hay là bạn đang tìm hiểu những cái dịch vụ landing thì một trong những cái điều mà các bạn có thể làm là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital các bạn tham gia những cái sàn giao dịch hay là cái ứng dụng lên BlockFi các bạn có thể đăng ký vào group nhận hỗ trợ đến từ cộng đồng của Thuần Capital. Các bạn có thể tham gia những sàn như là sàn margin SnapX, à, sàn này một sàn mà không có hỗ trợ US Trader nhưng mà có thể cho các bạn sử dụng những cái hợp đồng ở trên sàn StepX để các bạn có thể đánh margin hay là các bạn có thể tham gia vào sàn LMT cũng là một cái sàn margin và các bạn có thể có cái chức năng là copy trade có nghĩa là các bạn có thể copy những trader khác và hiện bây giờ thì thì sàn Let Me Trade đó thì có một cái ưu đãi đó chính là từ bây giờ đến cuối năm các bạn tham gia đó là trước ngày 31 tây tháng 12 trước 12 giờ giờ UTC các bạn có thể nhận được bonus lên tới 410 đồng Tether những chi tiết sẽ nằm ở phía dưới cái video này và sang MT thì có hỗ trợ US Trader trong thời điểm này, sang bài đăng xuất tế, các bạn tham gia có thể được giảm 20% phí giao dịch spot và 10% phí giao dịch futures. Đây là một cái sàn mà các bạn quen thuộc để chính là sàn Binance.com Có cái link đăng ký, thật ra các bạn chỉ đăng ký một trong hai link mà thôi là có thể nhận được cái ưu đãi của cả hai Futures và Spot Các bạn thấy được là chúng ta bấm vào cái link đăng ký, các bạn thấy được là kickback rate là 20% Đây là một cái dấu hiệu cho các bạn thấy các bạn đã bấm vào đúng cái link để có thể kiểm chứng trước khi mà các bạn đăng ký vào sàn Binance đây là một cái ưu đãi các bạn có thể nhận được từ thuận Capital hay là các bạn tham gia vào sàn Binance US dành cho US Trader sàn bên trên là dành cho Trader của quốc tế và các bạn tham gia vào sàn Bybit thì bây giờ các bạn có thể được giảm phí giao dịch tháng đầu được giảm 10% và một số bonus hay là sàn Coinbase các bạn tham gia nếu như các bạn ở Hoa Kỳ, ở Anh, Úc và 27 quốc gia đây là một trong những cái sàn mà đơn giản nhất để mà sử dụng nếu các bạn là người mới và các bạn deposit 100 đô sẽ nhận được 10 đô la sau khi các bạn đã tạo tài khoản và deposit thành công và ở những BlockFi đây là một cái ứng dụng lending có lãi các bạn tham gia vào những BlockFi các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô đây là một cái ứng dụng rất nổi tiếng mà nhiều người sử dụng những mà nào mà con thú có thể bấm vào cái link phía dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi này và thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay Thường xin gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn